gì? Đó là nó có thể giúp cho chúng ta có thể thiết lập ra những cái điều kiện khi chúng ta nhập dữ liệu để hạn chế cái việc sai sót trong quá trình chúng ta đưa dữ liệu vào trong bảng tính. Ví dụ như ở cột ngày, ví dụ như trong bảng tính này chúng ta có các cột về ngày này, về tên khách hàng, loại hình giao dịch, rồi nhân viên, rồi số tiền. Thì ở đây có những cái dữ liệu liên quan tới dạng ngày tháng, dạng tích, rồi dạng số. Và để tránh cái sai sót trong quá trình nhập, ví dụ trong cái cột ngày, chúng ta muốn rằng là chỉ nhập dữ liệu trong tháng 5 năm 2019 mà không được nhập dữ liệu ở những cái thời gian khác, chỉ nhập trong tháng 5 thôi. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta có thể thiết lập data version cho cái điều kiện là trong cột ngày chỉ nhập dữ liệu dạng ngày tháng, và ngày tháng ở đây cụ thể là phải trong tháng 5 năm 2019. Ví dụ mình nhập ngày 1 tháng 6 năm 2019 thì Excel sẽ làm sao? Nó sẽ báo chúng ta một cái lỗi là dữ liệu này không phù hợp và bắt chúng ta phải nhập lại. Bây giờ mình nhập thử ngày 14 tháng 5 năm 2019. Nhập được bình thường. Đó, tức là nhập một cái nội dung mà nó phải thỏa mãn cái điều kiện đã được thiết lập từ trước thì chúng ta mới có thể đưa dữ liệu vào được. Nếu nhập sai thì sẽ không được. Và đây chúng ta có loại hình giao dịch là gửi tiền và rút tiền. Ví dụ như trong cột loại giao dịch này chúng ta muốn thiết lập là chỉ được nhập dữ liệu là gửi tiền hoặc là rút tiền, không được nhập nội dung khác. Ví dụ như ở đây mình nhập chữ gửi tiền nhưng mà mình viết không dấu. Việc viết không dấu này dẫn tới dữ liệu nội dung sai so với nội dung đã có. Và Excel không cho phép chúng ta nhập dữ liệu này. Phải nhập đúng theo một cái danh sách. Và ở đây chúng ta có thêm một cái nút mũi tên sổ xuống, hay còn được gọi là nút drop down. Bấm vào đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn là gửi tiền hoặc rút tiền. Đó. Bạn có thể chọn luôn mà không cần phải gõ lại nội dung này để đảm bảo dữ liệu luôn là chính xác. Tương tự như vậy với nhân viên giao dịch, chúng ta cũng có thể chọn là một trong ba nhân viên Tuấn này, Hoa hoặc là Mai, chỉ được chọn một trong ba nội dung, hoặc là bạn phải nhập đúng với nội dung đã có. Ví dụ mình nhập chữ Mai, nhập đúng nội dung đã có thì nhập được, nhưng bây giờ nếu nhập Mai có hai chữ Y ngắn thì chúng ta sẽ bị sai luôn. Rồi những cái lỗi về sai sót trong quá trình nhập liệu chúng ta đã được đảm bảo thông qua công cụ Data Validation. Tương tự như vậy với dữ liệu dạng số này, bây giờ mình muốn cột số tiền này chỉ được nhập dữ liệu dạng số thôi. Nếu như ở đây chúng ta nhập chẳng may có lẫn một cái ký tự nào đó và nhập các con số vào thì kết quả sẽ không được công nhận, bởi vì dữ liệu này của bạn là dữ liệu dạng tích không phải là dạng số. Và bạn phải nhập đúng dữ liệu dạng số vào, chỉ toàn các con số không thôi thì Excel cho phép bạn nhập một cái bình thường. Đó. Thì đấy là cách để chúng ta thiết lập về điều kiện nhập dữ liệu ở trong Excel, giúp cho trong quá trình nhập dữ liệu chúng ta luôn luôn đưa ra các dữ liệu đúng về kiểu, đúng về giá trị để đảm bảo cho dữ liệu của bạn có tính thống nhất cũng như là hạn chế tối đa các cái sai sót trong quá trình chúng ta nhập dữ liệu trên Excel. Thì để hiểu rõ hơn về công cụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.